Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với chế độ của mình và mình là Rùa đây. Thì cái clip hôm nay mình sẽ quay trở lại chế độ Zombie Nano bên CS Việt Nam nhé anh em. Thì nghe tin gói siêu cấp đã cập nhật trở lại. Ui rồi ôi, những cái ngày tháng nhặt hòm lên đạn thấy mợ luôn, này đã hết rồi. Gói siêu cấp lại quay trở lại rồi bà con ơi. Cái đi công mạnh. Ui rồi em xin luôn, mới vào làm tơ anh em ơi. Quẩy lên bà con này. Quẩy lên. Bà ơi, bà nhìn đi đâu đây? Mình ở trên nhưng tí mình lại ở sau lưng. Nó là một pha magic. Ở cái thằng đầu khỉ này sao nó móc sau lồng nó là bắn nhanh thế nhở? Hơi hư cấu nha. Ôi em xin rồi. Vừa thấy nó bắn phóng lựu xong nó móc sau lồng nó bắn mình luôn. Như kiểu am mình sợ thật. Ê mình ơi bắn bớt em cái để mình am ghê thế. Ôi bắn nó bắn lết không được luôn anh em ơi. Nó bắn lết không được luôn này. Cái FB ạ. Hơi căng. Giờ. Biến thành tơ pha ke. Hôm nay tính làm clip highlight hero nhưng mà thôi lỡ trận này biến tơ thì chúng ta đâm tơ trước. Còn chế độ này thằng tơ phách thì khỏi phải nói rồi anh em ơi. Bây giờ anh em cứ vô anh em biến tơ đi để anh em sẽ cảm nhận cái độ phú của cái con tơ này. Đi đâu ấy ngon thế nhở. Em xin. Ok bạn kia không làm cứ đòi có ăn là sao ấy nhở. Con hero này cho nó biến hero đi. Chém cho thích anh em ơi. Một thằng hero này có 8 kill thôi nhưng mà thằng hero bằng 15 kill lận. Chúng ta phải biết làm kinh tế tí chứ anh em. Nó chém mình vậy. Mày cứ đợi đấy, hai thằng hero mày cứ đợi đấy. Rồi ai cũng sẽ có phần mà thôi. Rồi, 10k là quá đủ cho một cuộc tình rồi. Nào. Dân chơi nào muốn chơi, lên đường. À, dân chơi này ba cua à. Hay thôi anh đi luôn. Nhảy nhót nhót cái gì đây. Cái tầm này chúng tôi không có nhảy nhót gì đây cả đấy. Một ván zombie hơn 100 kill anh em ạ. Quá là bình thường luôn. Tại vì cái chế độ này zombie chém rất là nhiều kill. Nhất là tơ á. Tơ chém một lần được 8 kill lận. Và biến y tá hay là những cái con zombie non á, thì anh em có lưới hái sẽ chém được 6 kill. Mình nhớ là vậy á. Hay à. Lên chế độ này thì zombie rất là bá đạo. Anh em biến zombie thôi là anh em cũng có thể giật top được rồi. Nhiều pha thì vậy anh em biến zombie anh em có thể là định mệnh cân thằng top cái là anh em có thể lên top rất là easy. Ui ông Vinh nhây team bị lại một K3 đạn rồi à. Ui trời bạn ơi phải cập nhật meta chứ. Mình nhà lắm cơ này. Đây là mình chưa có VIP in game nữa đấy. Có VIP in game mình có thể kích hình như có thể lên 1900 hay sao ấy. À, ngon quá anh em ơi. Đấy tuy anh em kích lên 1500 viên đạn nhưng mà mình thấy cũng không có hiệu quả lắm. Tại vì cái chế độ này anh em chỉ cần tầm 1000 viên hoặc là thật sự là 600 viên như đợt trước cũng được. Đi nhặt hòm tí là lên đạn. Ôi anh tơ nhảy tango hơi kinh. Đấy tơ điện thì nói chung là bị dã thấy mở ga mình luôn. Đại bác thần công thống mông thân trướng. Đấy trời ơi một viên đại bác mà anh em bắn 45 tên cái TP rồi đấy. Lấy cái hòm ở trong cái chế độ này rất là quan trọng nha anh em. Anh em muốn được top thì phải cướp hòm khá là nhiều đấy. Úi dồi ôi. Úi ơi, cái thằng lên kia, ôi cái thằng sau lòng vàng kia nó bắn toàn đầu sọ ấy. Ghê gớm vậy anh trai. Hồi lát rồi. Ôi trời ơi, magic, không chuyển được súng anh em ơi, vẫn đang lag. Không cảm. Đây không biết xếp Việt Nam hay xếp QQ nữa. Mà nó vẫn lag trời. Ê, mình chỉ chớp, bớt chở bom bên đây được không anh ơi. Đây, mình chỉ chớp chở bom sợ lắm nha. Ôi nó còn chồng cho nhau này. Khôn chưa? Khôn như mấy anh khuê em nó xích hết rồi nhá. Ấy à. Thôi không cần nhòm đâu. Tầm này là mình có phóng lựu rồi. Ui dồi ôi mấy cái bom. Ui dồi ôi 5 kill rồi bà con ơi. Ui Lắm bom hết. Ôi dồi ôi. Cái bom nó to thế này gì. Làm sao mà đỡ được. Thôi chắc nhẹt hòm thôi anh em ơi. Toàn tơ chỉ bom không phải không thủ được đâu. Perfect. Ăn nhiều thế đại bác mình nó đau lắm rồi đó. Một thằng tơ. Úi dồi ôi. Mày tơ cái gì mình nhỉ. Úi dồi ôi. Anh ơi. Úi dồi ôi. Tưởng tới nào. Tưởng tới nào. Gãy lên. Nào có thằng nào vô đây. Vô đây. Rồi em không hay rồi, không quẩy cho cả phòng này, hơi như vậy. Rồi, tới này. Đây bạn ơi, có thể nhường mình zombie non này không? Bây giờ mình toàn chém mình tơ không đấy.
Bạn đi bạn liếm hết cho mình đòn rồi, bây giờ để cho mình cái thằng này mình liếm tí được. Không để cho mình liếm luôn là cái thằng liền này. Đấy. Hero cover nhau khá ok chứ. Hero non 1k kìa. Đâu đâu cái thằng hero non rồi. Tội vậy. Có thằng nào AFK không? À không thằng nào AFK luôn. À hero non trốn 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 trốn. Trốn trốn trốn. Má là đe cho mặt băng giá. Lạnh như băng mà không cần cố. Vâng. Ơi tôi chạy ai chạy chạy bạn. Thích kỳ với bạn. Rồi tiếp tục nào anh em ơi. Úi dồi AFK. Úi dồi. Thôi, em cứ phải liếm cái thằng AFK này trước, tính gì tính. Cuộc sống này là chưa biết trước được điều gì. Cứ thấy mấy anh nhà AFK là em phải cơ hội ngay. Ui sổ, 1.000 năm viên đạn anh em ơi, bắn thoải mái đi, bắn thoải mái đi. Tầm này là chúng ta được bắn mà. Bắn thoải mái đi, trời ơi. 4 kill rồi. Rồi, thì mình sẽ để chức năng mắt đỏ thôi nha anh em. Chức năng mắt xanh mình sẽ cơ dồn mấy thằng tơ thôi. Đấy, mình Zubinon này chỉ cần mắt đỏ thôi đủ rồi. Kìa kìa kìa, cấp cuối kìa bà con. Ui. Úi dồi ôi, cái gì đây, cái gì đây? Sao lại tơ các kiểu biến hình ở đây này, sợ quá chạy thôi anh em ơi. Multi nào. Ui, không được multi rồi. Qua bên này. Multi, đây rồi, hay quá. Đây, multi non được nha. Úi dồi, thật, có tà lao hết sọt kìa. Có bệnh, cái định bệnh cái thằng có nòng. Ôi cho bạn có nòng với bạn thủ ấy. Đấy, ai à, bắn mình Zubinon là thích thế. Còn này bác mà đúng không? Ui dồi, phách. Không, còn này bác dùng luôn anh em ơi, không mất multi. Ái nhà ngon. Ôi dồi ôi, bác Zubinon này. Đi xếp pha lấy để cái đại bác tầm này bắn là hợp lý không? Thêm con nữa là đi biến hết rồi anh em ơi. Ôi ôi, cướp hết họp rồi, cái gì đây? Sao lại có thể cướp họp được như vậy nhỉ? Sao có thể cướp họp trắng trợn được như vậy nhỉ? Mất giáp rồi, tầm này chúng tôi định mệnh không láo. Úi dồi ôi, hay quá, mấy bạn là phóng lựu tuyệt vời thế. Mày này rồi, một thằng tơ. Úi dồi, còn 9k. Hai thằng tơ. Đứng đấy, mày đấy, giờ không còn tơ bảo kê mày làm sao. Toàn tơ trừ boss anh em ơi. 3 thằng tơ, ôi nó phải như thế. Còn một tí. Ý, công quạnh tí nó liếm được bên mình rồi. 3 thằng tơ nhá. Sao chém xịt xịt mà không thấy lên mòn lên đam vậy. Úi dồi ôi, vẫn còn mấy thằng tơ nhìn sợ thế. Tơ cho mấy thằng hero kia chém tơ đi. Chạy đi đâu. Mấy lợn này, mấy lợn này. Đây, cơ hội của mình rồi, cơ hội của mình cơ. Ấy à, lên được một mẹ. Ôi dồi ôi, tôi qua đấy từ hai thằng chứ. Ủa không chết kìa. Ở cái gì đây? Làm sao? Vô đây. Vô đây này. Cái thằng to lửa kia em để cho anh hai anh hero đấy. Ok, hai hero nó làm cái quần què gì đấy. Lịch mạnh. Ui dồi ôi, hai anh hero. Thế là hết, mất hết. Ok, tiếp tục trận mới anh em ơi. Clip này chủ yếu mình đi kiếm highlight thôi nha anh em. Cho anh em xem cho nó đã con mắt. Ui dồi anh tơi, đừng bắn chả. Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi, đi qua anh thằng nhà thằng này bán điện 9900kW à. Ui anh tơi, đứng nó trưởng ghê thật. Lúc múa may quay cuồng ghê quá anh em ạ. Mấy anh tơi này liệt vào danh sách nguy hiểm nha. Rồi, zombie bu bu ở đây đông đông này. Team bị mắt quỷ chúng ta phải biết lựa bạn mà chơi anh em ạ. Lựa mấy hình Zubinon thôi. Chứ mấy hình tơ này bắn bao giờ nó mới chết. Hộp của em anh trai. Rồi hay quá. Nó phóng lụ rồi nha. Phóng lụ thì mình hiện tại hình như của mình là 3-21 viên sao á. Cũng khá là nhiều phóng lụ để phóng lụ đấy. Đây. Úi dồi chạy đi anh, chạy đi. Đã có những người anh em tốt ở đây rồi. Thấy chưa? Những người anh em tốt thấy chưa? Cô vừa hết sức là nhịp nhàng. Kìa, con tá kìa. Sao để con tá nó bốc lớp một cách dễ dàng như vậy được nhở? Nhiều tá quá. Con đường nào trốn chạy cho mấy thằng cận như mình đấy. Ôi lên trên cao rồi. Cái tầm này căng cơ mắt, hít cơ mông ra chắc có không nhìn được mấy con tá đâu. Nó tàn hình khiếp lắm.
kìa, ôi rồi, toàn TV không. Ôi rồi, anh tơ, thằng chồng thế. Tập phách lên bà con ơi, ôi rồi sao mình nhảy hụt đi chứ. Cuộc sống này ơi, cố lên bạn ơi, rồi đạp chết nó của mình cái. Ấy, lên nào bà con ơi. Ui rồi, nó trâu ạ. Chuẩn bị có hero anh em ơi, còn hai xác nữa thôi là mình sẽ được làm hero rồi. Thôi đừng chặn mấy bạn, đừng chặn nào. Chạy bom. Thủ trên này anh em hết sức lưu ý nha, những cái thành phần ném bom xuống đây rất là nguy hiểm. Ui rồi, bạn ơi, sao bạn lại để chết như vậy nhở? Ôi, đứng hình 5 giây luôn. Không ngờ nó chém xa như vậy mà. Không sao. Ai à, xin bom, né. Cái tầm này là mình sẽ thể hiện kỹ năng né cho anh em xem. Ai à, thằng tơ phách, phải bắn bằng yếu tơ phách. Cái gì cái, phải bắn yếu tơ phách. Đau chưa tơ phách? Hero. Phách yếu à? Ôi rồi, ai thằng tơ phách? Đi luôn. Đâm phải luôn. Thấy vậy thôi chứ mấy Zimino này nó cứ nhả nhớt rồi mình không thể cắt tiết tụi nó là định bệnh hơi trâu đấy. Ôi định bệnh trâu thế. À, nhìn hên đấy. Ok, làm thêm game nữa nhé anh em. Rồi gió một chút đi, trận này mình sẽ chơi 6 nòng. Anh ơi, thả. Anh em, qua phóng lúc mình chết vậy. Ôi, lì cái cho nó ăn cái đại bác luôn ạ. Làm sao anh Tốt? Anh Cương đây, lì cái châu ấy. Chín tao lồng của em rồi. Rồi, lấy được nó. Để cho bà con đó này hết phóng lồng rồi. Sáu đồng thì mắt này thì anh em có thể thủ và cướp hòm hero sẽ nhanh hơn. Còn TV mắt quỷ thì là dồn ram. Đó. Ấy à, con choáng là được nha. Cái này bác này, ngon, cái này bác được. Úi giời em tin. Rồi lên đây cho an toàn, té thôi. Tầm này toàn tơ pha ke thôi anh em ơi, 4 con tơ pha ke. Sợ đấy chịu được. Ở trên này toàn TV mất quỷ này, ngon này. Thủ cùng anh em cho vui. Ai à. Chết rồi, 5 phép 14. Mấy kia nhảy xuống nhà hòm hết rồi. Hòm xong lên đây cover mình cái mấy bạn ơi. Rồi xong, không thèm lên đây cover mình luôn. Rồi sao mình sẽ cố gắng rồi đam chết thằng tơ này. Ý, thằng mình lìn tơ này. Trông ghê. Bạn ấy chạy không? Tơ của chúng tôi này định bắn trước khi chết nó còn có quen mình một phát nữa. Ôi rồi ôi, hai thằng tơ hay quá. Ui, còn giúp non này. Được cái nhở. Ôi giời ơi, hay quá mấy tơ ơi, đuổi em làm gì. Giờ mấy bạn giúp non này thì làm được gì. Cố lên, lên đây. Ây da, mấy bạn giúp non này làm được gì. Ui, sao chém ghê. Ok không. Qua đây hai người hay bất ngờ không trúng kìa. Ôi chết rồi, ôi, cô người. Thế chắc clip mình đến đây thôi nhá.
Ok, nếu anh em thích mình làm những clip highlight như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Thôi bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo.